của ân điển Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói, bà ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đây là lời khẳng định của Kinh Thánh, rằng con người trong tội lỗi được trở thành cơ đốc nhân, hoàn toàn và duy nhất là kết quả của ân điển Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tự nhắc nhở mình một lần nữa rằng, ân điển có nghĩa là ân huệ ban cho người không xứng đáng. Đó là một hành động hoàn toàn phát sinh từ đặc tính ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, sự cứu rỗi là một điều gì đó đến với con người hoàn toàn từ phía Đức Chúa Trời. Điều còn quan trọng hơn nữa là điều này, rằng nó không chỉ đến từ phía Đức Chúa Trời. Nó đến với con người bất chấp bản chất của người đó, một bản chất không xứng đáng. Đó là ý nghĩa của từ ân huệ. Nói cách khác, nó không phải là đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với bất cứ điều gì trong con người chúng ta. Có nhiều người dường như nghĩ rằng nó là như vậy, rằng sự cứu rỗi là đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với một điều gì đó trong chúng ta. Nhưng từ ân điển loại trừ điều đó, đó là bất chấp con người chúng ta. Chúng ta đã xem xét điều này trong câu 5, ngay cả khi chúng ta chết trong tội lỗi, Ngài đã làm cho sống lại. Chúng ta cùng với Chúa cứu thế. Sự cứu rỗi không phải là sự báo đáp của Đức Chúa Trời đối với bất cứ điều gì trong chúng ta. Nó không phải là điều gì đó mà chúng ta xứng đáng nhận được. Toàn bộ bản chất của sự dạy dỗ tại thời điểm này và ở khắp mọi nơi trong cả Tân Ước chính là chúng ta không có bất kỳ hành động nào hoặc bản chất đúng đắn nào đối với sự cứu rỗi. Nên toàn bộ vinh hiển của sự cứu rỗi là như vậy. Rồi chúng ta không xứng đáng với bất kỳ điều gì. Chúa Trời cho đến đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời với tình yêu thương, ân điển và lòng thương xót diệu kỳ của chính Ngài đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi này. Đó là toàn bộ ý nghĩa của thuật ngữ từ ân điển này. Bạn thấy ý nghĩa của sự mô tả kinh khiếp đó mà chúng ta đã xem xét về con người theo bản chất như là kết quả của tội lỗi trong ba câu đầu tiên. Nếu không phải chỉ để cho thấy rằng con người cũng như chính mình trong tội lỗi không đáng nhận gì khác, con người là một con cái của sự thịnh nộ theo bản chất, và không chỉ theo bản chất mà còn bởi hành vi, bởi các cư xử, bởi toàn bộ thái độ của mình đối với Đức Chúa Trời. Như Kinh Thánh cho biết, con người sống theo đường lối của đời này, được cai trị bởi vua cầm quyền chốn không trung. Đó là loại tạo vật mà Ngài nói,